Thưa quý vị và bà con, thời điểm này, việc nuôi trồng thủy sản của bà con đang gặp không ít khó khăn do thời tiết thay đổi. Nắng nóng đã bắt đầu xuất hiện, các cơn mưa chuyển mùa làm cho nhiệt độ nước, các yếu tố trong môi trường trong ao nuôi thay đổi, tạo cơ hội cho mầm bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng. Điều này gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các loại thủy sản, từ đó làm giảm hiệu quả nuôi trồng. Và trong thời điểm hiện nay, việc tập trung quản lý tốt chất lượng nước, tăng cường chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh là giải pháp hiệu quả nhất để giảm chi phí sản xuất, bảo vệ và nâng cao chất lượng thủy sản. Và đó cũng là nội dung mà chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này đề cập đến. Với 8 hectare nuôi tôm thẻ chân trắng, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá bán tôm gần đây trên thị trường dần khởi sắc, khiến cho những người nuôi tôm như anh Lê Minh Châu ở ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ rất phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui này vẫn còn xen lẫn nhiều khó khăn, bởi thời điểm hiện tại thời tiết đang dần chuyển mùa. Mưa nắng thất thường, nhiệt độ, độ pH trong nước thay đổi đột ngột khiến cho tôm không kịp thích nghi, dễ mắc bệnh và dễ ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch. Theo kinh nghiệm 10 năm gắn bó với con tôm thẻ, để hạn chế nguy cơ gây bệnh cho tôm trong giai đoạn chuyển mùa này, anh Châu chú trọng vệ sinh khu vực ao nuôi, đồng thời giảm mật độ nuôi trong các ao, dao động từ khoảng 100 đến 110 con một mét vuông. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn của tôm cũng được anh bổ sung thêm các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng. Và quan trọng nhất là anh thường xuyên theo dõi chỉ số độ pH, oxy, độ mặn của nước để xử lý kịp thời khi có bất thường. Do nó sẽ biến động môi trường, nó dẫn đến cái môi trường trong nước nó dễ biến động, dẫn dễ sụp tảo rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe tôm. Theo mình làm nhiều thì mình để ý thì mình có những cái biện pháp. Thứ nhất là giống tốt, rồi môi trường sạch, rồi thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thì nói chung đáp ứng điều kiện tốt nhất cho con tôm thì nó sẽ hạn chế dịch bệnh. Tôm là loài thủy sản rất nhạy cảm với thời tiết xấu. Theo những người nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Lộc An, huyện Xuyên Mộc, khi độ pH và độ mặn trong nước giảm khiến cho các loại vi khuẩn, nhất là các loại gây bệnh đốm trắng, chân đỏ phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ tôm chết hàng loạt. Nhiệt độ thay đổi cũng khiến cho sức ăn của tôm giảm từ 10 đến 15%. Thêm vào đó, lượng oxy trong nước giảm sẽ khiến cho tôm dễ mắc bệnh. Chính vì vậy, biện pháp hữu hiệu hiện đang được các hộ nuôi ở đây áp dụng với những ao nuôi tôm thương phẩm là thường xuyên theo dõi và bổ sung oxy hợp lý bằng quạt nước hoặc máy bơm, hạn chế thấp nhất tình trạng nước mưa đổ dồn xuống ao làm pH giảm đột ngột, có thể khiến tôm chết hàng loạt. Cái thủy sản nói chung và nó có nuôi con tôm thì nói riêng thì đến mùa, đặc biệt là giai đoạn chuyển mùa sang mùa mưa, giữa mùa nắng mùa mưa, thời tiết thay đổi bất thường, có những cái cơn mưa trái mùa, trời thì đang rất nắng nóng rồi chuyển sang mưa, thì chính vì như vậy nó sẽ tạo ra cái phân tầng nước, đồng thời nó sẽ làm thay đổi các cái chất vi khoáng, vi lượng ở trong môi trường nước, làm cho con tôm nó bị sốc nhiệt, rồi đồng thời là con cá con tôm sốc nhiệt, đồng thời làm cho cái con tôm nó giảm sức đề kháng. Giai đoạn này thì đối với một số cái loại vi khuẩn nó gây hại cho cá tôm như các loại rận cá, rồi một số cái loại đỉa cá bám rồi tôm, một số cái loại vi khuẩn cơ hội nó sẽ nhân cái cơ hội môi trường nó thay đổi đột ngột thì nó phát triển bùng phát lên, thì nó gây cho ảnh hưởng đặc trực tiếp đến bầy cá, đàn tôm. Năm 2009, xã Suối Rau, huyện Châu Đức chỉ có 5 hộ nuôi cá nước ngọt với diện tích chưa đầy 5 hecta. Vài năm trở lại đây, mô hình nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh nhờ nguồn nước quanh năm từ hồ suối giàu cộng với nguồn thức ăn phong phú như là cỏ, bắp, lúa. Hiện nay đã có 30 hộ chuyển đổi từ trồng hoa màu sang nuôi cá nước ngọt với diện tích gần 25 hecta. Với diện tích mặt nước 1,4 hectare được chia làm 4 ao nuôi, gồm 1 ao ương và 3 ao nuôi cá thương phẩm, ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn 1 xã Suối Rau, huyện Châu Đức thả nuôi trên 1.500 con cá trắm cỏ. Để tận dụng lượng phân thải của cá trắm cỏ và nguồn thức ăn ở các tầng trong một diện tích nuôi, ông còn thả nuôi thêm nhiều loại cá khác như là cá chép, rô phi, cá mè và cá trôi. Trung bình cứ 6 tháng nuôi, ao cá của gia đình ông Thắng lại cho thu hoạch năng suất từ 10 đến 15 tấn cá. Với giá bán dao động từ 60 đến 65 ngàn đồng một ký cá trắm và 45 đến 50 ngàn đồng một ký cá chép. Sau khi trừ chi phí, ông thu lời hơn 100 triệu đồng. Hiện nay thời tiết đã chuyển sang giai đoạn giao mùa, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, việc sinh trưởng của các loại cá cũng chậm hơn. Chính vì vậy, thay vì sử dụng cỏ, bắp, lúa, ông Thắng tăng cường thêm thức ăn công nghiệp cho các ao nuôi nhằm bổ sung dinh dưỡng, tăng đề kháng, giúp cá tăng trọng nhanh hơn.
Cùng với đó là việc gia cố lại bờ ao nuôi nhằm hạn chế nguy cơ tràn bờ, thất thoát cá khi mưa tới. Trong nuôi cá này quan trọng như gọi là nhất như nuống thì nhất nước. Xong mới đến chăm, nhưng mà bây giờ là quan trọng nữa là thêm một cái quan trọng nữa là cái con giống. Con giống mình phải lo được con giống chuẩn. Nó kích cỡ đạt theo yêu cầu. Như chúng tôi nó nuôi 6 tháng này thì con cá tối thiểu là phải được 5-6 lạng. Nếu mà ký hơn ký một con thì là càng tốt. Ngoài những biện pháp tức thời để bảo vệ thủy hải sản lúc giao mùa, nhiều doanh nghiệp nông dân trên địa bàn tỉnh còn áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản để giảm nguy cơ dịch bệnh, tăng hiệu quả sản xuất như công nghệ thủy sản tuần hoàn, công nghệ siêu thăm canh, bioblock, lót vải bạc hay sử dụng lưới lan để che trong nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng công nghệ cao, ngoài việc mang lại năng suất cao gấp nhiều lần so với hình thức nuôi trồng truyền thống trước đây, còn giúp cho bà con tiết kiệm nước, tiết kiệm nhân công và đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm thủy sản sạch, đáp ứng được nguồn cung cho thị trường trong và ngoài nước. Cái giải pháp cũng là cái từ khóa duy nhất hiện nay là cái từ bền vững. Bền vững về kinh tế tức là làm sao mà luôn luôn có lời và ổn định. Thứ hai là về môi trường, tức là không thể tác động xấu đến môi trường. Và đương nhiên là sau đó là sức khỏe của người dân. Và thứ ba là về xã hội, tức là an sinh xã hội, công bằng xã hội. Người nuôi phải được là những người nhận lấy những cái lợi ích lớn nhất cho chính cái hoạt động nuôi trồng của họ. Thì giải pháp thì thực ra thế giới thì họ đã có từ 30-40 năm trước. Chính là chúng ta cần áp dụng hệ thống nuôi trồng thủy sản, nền tảng là công nghệ. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 7.500 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó chủ yếu là nuôi thăm canh, bán thăm canh và nuôi lồng bè. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ nuôi trồng, ngoài việc thường xuyên khuyến cáo các biện pháp bảo vệ thủy sản thời điểm giao mùa, Chi cục Thủy sản tỉnh còn hướng dẫn người nuôi quản lý môi trường nước trong ao nuôi khi thời tiết thay đổi với biện pháp quản lý pH, quản lý độ kiềm, quản lý mực nước, kiểm soát tảo để ổn định môi trường ao nuôi và nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nhằm giảm bớt thiệt hại và tăng hiệu quả vụ nuôi. Riêng đối với những ao chuẩn bị thả giống, Chi cục khuyến cáo bà con cần theo dõi thông tin dự báo thời tiết để chọn ngày thả cho thích hợp. Chi cục Thủy sản khuyến cáo bà con nhân dân là cần phải chú ý quan sát, quản lý chặt cái môi trường nước và có cái biện pháp đối với cần phải có cái chất vi lượng khoáng bổ sung, đồng thời phải chủ động trong cái đối phó với môi trường trong quản lý thức ăn cho tăng cường bổ sung cái chất dinh dưỡng trong một thức ăn. Còn đối với cá lồng bè với các loại thủy sản khác thì cần phải có cái cơ chế bảo vệ cho cái đàn cá, đàn vật nuôi của mình. Đối với ao nuôi thì cần phải che chắn phát quang, đồng thời phải rải vôi xung quanh. Đối với những cơn mưa đầu mùa thì tránh tình trạng tối đa để cho nước trên bờ nó chảy xuống dưới ao, thì như vậy nó sẽ giảm được cái nguy cơ. Thưa quý vị và bà con, phát triển ngành nuôi trồng thủy sản là một trong những nhiệm vụ chính trong định hướng phát triển bền vững nghề cá và tạo ra đột phá cho ngành thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu. Vì vậy, để các mô hình nuôi thủy sản tham gia vào chuỗi sản xuất giá trị bền vững, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tôm cá và từng bước chuyển dịch nuôi trồng thủy sản thủ công sang nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao với sự tham gia của các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, song song với bảo vệ môi trường, được coi là chiến lược phát triển bền vững của nghề cá Bà Rịa Vũng Tàu. Và mong rằng chương trình hôm nay cũng đã góp phần chuyển đến quý vị bà con những khuyến cáo hữu ích để có thể hạn chế thiệt hại, tăng hiệu quả vụ nuôi. Thưa quý vị và bà con, tại Điều 21 Mục 5 Chương 2 Nghị định số 42/2019 của Chính phủ đã quy định rõ mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản nếu bà con ngư dân vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể mức phạt cho hành vi vi phạm này. Điều 21 vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ tỉnh khác. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét khai thác thủy sản tại vùng lộng hoặc vùng khơi. 3.
phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 15 m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng khơi. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lòng. 5. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lòng. 6. Đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp với ánh sáng, trừ nghề câu tay mực khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều này thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều này. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng đến 12 tháng, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 1 tháng đến 6 tháng đối với một số hành vi vi phạm quy định về dùng khai thác thủy sản. Thưa quý vị và bà con, chương trình Nông nghiệp Nông thôn do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đến đây xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.